ca sĩ nổi tiếng Kenny West tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Kenny West, một ca sĩ, kiêm nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang, hôm ngày 4 tháng 7 tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Mỹ trong đợt bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm nay. Bây giờ chúng ta cần nhớ lại lời hứa với nước Mỹ về tiên tưởng Chúa trời, thống nhất, thống nhất mục tiêu và xây dựng tương lai. Tôi sẽ tranh chức tổng thống Mỹ, Kenny West cho biết trên Twitter nhắc lại lời hứa khi phát biểu trên sân khấu chương trình VMA 2015, khẳng định anh sẽ tranh cử vào năm 2020. Nhiều người nghi ngờ tính nghiêm túc phát biểu tranh cử tổng thống của Kanye West. Trong khi đó, vợ ông, bà Kim Kardashian West đã tuyết một biểu tượng cảm xúc gắn cờ Mỹ, còn tỷ phú công nghệ Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, lập tức lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ này. Tuyên bố của rapper Kanye West được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến đại hội của các chính đảng nhằm chính thức công bố ứng viên đại diện tranh cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng được dự báo gần như là chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Ca sĩ này có kế hoạch đưa các xưởng sản xuất đồ thời trang của hãng ZZ do anh sáng lập về Mỹ gia công. Kenny West từng đề ngỏ kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024. Tháng 11 năm ngoái anh này cho hay, khi tôi ra tranh cử tổng thống vào năm 2024, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều việc làm. Trước đó vào năm 2015, Kenny West từng tuyên bố ý định tranh cử tổng thống Mỹ. Đó là ý tưởng. Vâng, như bạn có thể đoán được vào thời điểm này, tôi đã quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2020. Kenny West cho hay. Tuyên bố của Kenny West đã vấp phải những phản ứng trái chiều. Đa số ý kiến đều phản đối và cho rằng Kanye West có phần ngông cuồng khi muốn theo đuổi con đường chính trị. Theo Kanye West, từ nhỏ anh đã có mơ ước trở thành một chính trị gia. Theo tạp chí Forbes, Kanye West là ca sĩ đạt danh hiệu tỷ phú, sở hữu khối tài sản khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Kanye West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta của Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu.